Huyện Di Linh có trên 92.000 ha diện tích rừng và đất rừng. Trong đó, Ban Quản lý rừng Hòa Bắc-Hòa Nam quản lý trên 9.000 ha, nằm trên lâm phần của 5 xã Hòa Bắc, Hòa Nam, Hòa Trung, Liên Đầm và Sơn Điền. Với địa bàn trải rộng, các vùng rừng lại nằm liền kề, xen kẽ cạnh khu dân cư sinh sống và nhiều vùng giáp ranh. Nhưng nhờ làm tốt công tác quản lý, nên những diện tích rừng do đơn vị quản lý luôn được đảm bảo. Một buổi tuần tra rừng của cán bộ nhân viên Ban Quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam, huyện Di Linh. Khác với trên bờ, việc hàng ngày phải dùng thuyền đi kiểm tra rừng trên lòng hồ như thế này đòi hỏi đơn vị quản lý rừng phải thực hiện thường xuyên hơn. Đặc thù của cái rừng Ban rừng Bắc Hòa Nam quản lý là rất nhiều hồ thủy điện Hàm Thuận Nam Bi và nhiều hồ đập khác. Đặc điểm của vùng là dân đồng bào dân tộc tại chỗ và dân di cư tự do đến đây rất là nhiều. Do đó, cái biện pháp giải pháp của chúng tôi là tăng cường thường xuyên công tác tăng cường các tuần tra quản lý rừng và tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ý thức về vai trò tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của người dân. Phải quản lý một diện tích rừng nằm chủ yếu ở ven lòng hồ thủy điện Đà My. Vì vậy, ngoài lực lượng của đơn vị chủ rừng, Ban Quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam luôn dựa vào lực lượng nhận khoán để thực hiện việc quản lý bảo vệ rừng. Trách nhiệm của chúng tôi là đi tuần tra rừng để khỏi lâm tặc xâm phạm đến phá rừng, tuyên truyền cho bà con để nâng cao ý thức để không phá rừng, không lấn chiếm về rừng. Gia đình tôi là thuộc hộ nhuận khoán của Ban Quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam với diện tích là 30 ha. Qua đó thì bên dịch vụ môi trường rừng trả hàng quý cho bà con chúng tôi rồi cải thiện cuộc sống đỡ vất vả hơn như ngày xưa. Theo Ban Quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam, 6 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 10 vụ vi phạm luật quản lý và phát triển rừng, giảm 50% số vụ so với cùng kỳ. Mặc dù số vụ giảm, tuy nhiên số vụ khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng ở vùng sâu, vùng rừng giáp ranh lại gia tăng, phức tạp hơn. Trước thực trạng rừng bị xâm hại, Ban Quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam đã triển khai các phương án để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường cái biện pháp tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về vai trò quan trọng của rừng đối với đời sống người dân. Thứ hai là tuần tra đi rừng. Thứ ba là cái giải pháp là xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, răn đe giáo dục chung cho cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm của đơn vị chủ rừng để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thì chính quyền các cấp của huyện Di Linh cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể vi phạm. Có như vậy thì việc quản lý bảo vệ rừng mới được đảm bảo. Cách làng Ha Khoai không xa, nhà bà MaTuôn ở thôn Rỏ Ngó là điểm thứ hai mà những người có nhu cầu mua những bạc từ gia tuất nuôi tới trong nhiều năm qua.